Nhìn này, khoảng 8% đàn ông trên thế giới bị mù mau. Với phụ nữ thì con số này nhỏ hơn nhiều, chỉ 0,5% thôi. Bạn có thể phân biệt mọi màu sắc, nhưng có khi bạn lại không thấy sự vật sáng rõ như bạn của bạn đâu. Vâng, tất nhiên là chúng ta có một bài kiểm tra. Sẵn sàng chưa nào? Bài kiểm tra màu sắc bạn sắp thực hiện được chia làm 5 cấp độ: đơn giản, tiêu chuẩn, thử thách, khó và khó muốn rơi nước mắt. Cấp độ càng lên cao, bạn sẽ càng cần tập trung nhiều hơn. Cấp độ A, đơn giản. Hãy kiểm tra xem cấp độ đầu tiên có dễ như vẻ ngoài của nó không nha. Bài 1. Cố chọn màu sắc khác với màu còn lại. Tất nhiên là màu số 3 rồi. Vâng, sắc xanh này hoàn toàn khác. Này, câu đó dễ mà. Bài 2. Trong bài này, bạn sẽ hiểu được loại hình học bạn thấy trên màn hình. Đúng vậy, tôi cũng phát hiện ra hình tam giác nè. Ôi, trái tim dễ thương quá. Tôi tin thế là thành công rồi. Bài 3. Và giờ, nhận dạng các vật ẩn trong những bức tranh thì sao? Đừng lo, không có gì lạ quá đâu. Ồ, chú cún thật là dễ thương. Đúng vậy, nó đúng là trông giống như một con tàu vậy. À, đây rồi. Chúc mừng, cấp độ đầu tiên đã kết thúc, nhưng đó mới chỉ là khởi động thôi. 100% mọi người đều qua được vòng này nếu họ không bị mù mau. Cấp độ B, tiêu chuẩn. Ở cấp độ này, bạn cần cố gắng hơn một chút đấy. Bài 1. Chọn một màu khác biệt trong tổng số 10 màu ở đây. Không biết có khó hơn bài trước không?
Bạn có chọn số 7 giống tôi không? Tôi biết đó là sắc hồng kỳ lạ này mà. Bài 2. Cố gắng tìm ra con vật nào ẩn giấu trong các bức tranh nhé. Ôi, chú hươu cao cổ xinh xắn. Chú mèo con đang ngủ, chỉ cần nhìn thấy vậy là tôi vui hơn rồi. Ôi, từ đầu tôi đã không nhận ra chú cá heo đấy. Bài 3. Bạn có thể tìm ra từ hoặc cụm từ bị ẩn ở trong ảnh không? Xin chào nha. Chà, tôi ổn. Vâng, tôi cũng vậy. Và cấp độ B kết thúc. Nếu bạn làm gần đúng hết, tôi có thể nói chắc chắn rằng bạn không có vấn đề gì về phân biệt màu đâu. Cấp độ C, thử thách. Nếu bạn ăn cà rốt trong bữa sáng, thì có thể nó sẽ giúp bạn ở cấp độ tiếp theo đấy. Sẽ không dễ đâu nha. Bài 1. Trong bài đầu tiên, có các con số ẩn trong các bức tranh đang chờ bạn phát hiện ra đấy. Tôi biết đó là 483 mà. Ôi, cái này khó quá. Bài 2. Và giờ bạn sẽ đoán màu nữa. Chọn một màu khác biệt trong tổng số 10 màu ở đây. Ồ, tôi đã phân vân giữa 4 và 6.
tôi không nhìn thứ đó đấy. Suýt thì bỏ lỡ. Bài 3. Giờ bạn sẽ thấy những vật ẩn trong bức tranh. Chúng là những thứ bạn dùng hàng ngày. Hy vọng nó sẽ khiến bài này dễ hơn một chút. Tôi sẽ không nói là mình dùng nó mỗi ngày. Tôi đã nghĩ đó là bút bi. Không lẫn vào đâu được. Chỉ một nửa số người tham gia bài kiểm tra qua được cấp độ này. Nếu bạn là một trong số đó, bạn nên tự hào về mắt của mình đi. Cấp độ D, khó. Không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Nếu cấp độ trước đã khó rồi, thì cấp độ tiếp theo sẽ rất khó đấy. Bài 1, có vài hình học ẩn trong các bức tranh. Có lẽ bạn sẽ phải nheo mắt để tìm ra tất cả các hình đấy. Chà, một hình vuông, hai hình tròn và hai hình chữ nhật khác nhau. Bạn cũng thấy nó không đơn giản đúng không? Ôi không, tôi lỡ bỏ qua hình bát giác nhỏ xíu ở góc dưới bên trái rồi. Bài 2. Hãy tập trung cao độ bởi vì bài này rất khó đấy. Bạn cần phải tìm ra màu khác biệt. Không đời nào mà đây là màu khác được. Tôi chắc chắn là số 9. Khó hơn tôi tưởng nhiều đấy. Bài 3. Một lần nữa, có các con số ẩn trong bức tranh. Cố gắng để ý tất cả nha.
158 ư? Chà, ai mà đoán nổi. Tôi đúng câu này rồi. Ôi, tôi nhầm số 3 thành số 5 rồi. Khả năng phân biệt màu của tôi không có gì đặc biệt. Tôi bị sai một hay hai lần gì đấy. Còn bạn, nếu không sai câu nào thì bạn thật sự đặc biệt đấy. Chỉ một trong ba người trả lời đúng hết thôi. Cấp độ E, khó muốn rơi nước mắt. À không, thực ra đến mức phi thường. Cũng tương tự nhỉ. À, đừng ngủ quên trong chiến thắng nha. Bạn sắp đương đầu với những bài khó nhất sẽ làm bạn tròn mắt trầm trồ đấy. Bài 1. Chọn một màu khác biệt trong tổng số 10 màu ở đây. Ôi, thôi nào. Bạn muốn nói với tôi rằng có sự khác biệt giữa chúng ư? Người nhìn thấy sự khác biệt ở đây thực sự tồn tại sao? À, bạn đang đùa tôi à? Không thể, phải là số 1 chứ. Bài 2. Vâng, bài trước đúng là đau cả não. Giờ bạn sẽ phải tìm ra con số ẩn trong các bức ảnh sau. Nhưng không đơn giản đâu. Một, hai, bốn, cộng 87. Hy vọng tôi không phải cộng mấy con số này. Não tôi xoắn hết cả lên rồi. Cấp độ này dành cho những người bẩm sinh có sức mạnh siêu nhiên. Bài 3. Đây là bài cuối cùng. Bạn cần nhận ra các con vật và các hình ẩn trong tranh. Có thể cả đồ vật nữa đấy. Chà chà, tôi chưa sẵn sàng cho điều này đâu. Đó là những con vật xếp chồng lên nhau. Không đời nào, sao mà tôi thấy được hết chứ? Z,
xong. Nếu bạn qua được cấp độ cuối thì khả năng phân biệt màu của bạn thật khó tin đấy. Hơn 96% số người không qua được giai đoạn này, bao gồm cả tôi nè. Cho tôi biết ở phần bình luận bạn đã lão luyện được bao nhiêu cấp độ nhé. Này, nếu bạn học được điều gì mới hôm nay, đừng quên nhấn thích và chia sẻ nha. Tiếp theo là một vài video thú vị khác có thể bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấn vào bên phải hoặc trái và luôn đồng hành cùng Soi Sáng nha.